Dạ, mọi người bây giờ hãy cùng khám phá khẩu vị của anh Quốc Trung Dung ngay bây giờ, hãy đến với cái tủ lạnh đặc biệt của chương trình. Và bây giờ đã quay trở lại, được chưa? Dạ, em khổ anh quá, giờ mình đi nha anh ơi. Và đây là chiếc tủ lạnh đặc biệt. Chiếc tủ lạnh đặc biệt này á, nó chứa rất nhiều đồ ăn. Wow. Đấy, rất rộng. Anh lần đầu tiên mới biết luôn á Như. Dạ, đây cái tủ lạnh đặc biệt. Đây là tủ lạnh hả? Anh tưởng đâu một cái máy gì mà gọi là đặc dạ, biệt mới chế ra. Dạ, nó có thể gọi là cái máy lạnh chứa nhiều đồ ăn trong đó. Trong đó có những món anh thích và cả những món anh không thích. Rồi, có những thứ mà được là đặc biệt nhất trong này phải không? Bây giờ dỡ ra nha. Coi thử một, nha. 2, 3. Oh, wow, sao nhiều đồ ăn quá. Anh đang giảm cân mà thấy cái kiểu này là chết rồi. Anh ơi, cái ở gì? Đây có món bánh tằm. Trời ơi. Món này là món của mẹ anh thường hay làm mà mẹ anh làm ăn ngon quá sau này bán luôn. Mẹ anh bán bánh tằm. Mẹ anh hả? Bán bánh tằm xíu mại tại quê nhà. Vậy hồi hả? Những lúc còn nhỏ xíu coi như là lúc ba anh mất á thì là cái món bánh tằm xíu mại này là nuôi sống cho cả gia đình. Wow, rất yeah. Rất nhiều cái. Mẹ anh bán ngoài vỉa hè, nói chung là anh không có giấu. Ủa, một cái gì về quá khứ thường đâu. Thường là ở nhà đó mà bán cái gì á mình hay ngán món đó mà anh không ngán. Không ngán bởi vì anh biết cái món này là món gọi là hay bị ế cuối cùng là đưa cho anh ăn. Anh biết là thành thói quen luôn. Thật ra cũng tội với mẹ lắm, tại vì mẹ làm lúc nào cũng dư ra. Dạ. Mẹ nghĩ là sẽ bán đắt nhưng mà không bao giờ làm đúng liều lượng, lúc nào cũng dư ra thì mẹ có ý nghĩ là nhà có 5 đứa con. Nếu mà dư ra thì 5 đứa con mình nó hốt ăn hết. Trời cho nên đất cũng ơi, sao cả. Gắn liền mẹ, với cả tuổi yeah. thơ của mình. Mẹ anh có hay ăn tôm không? Tôm. À, tôm thì là món rất là đơn giản cho nên là anh là cái ăn thường xuyên. Nó không phải là một món đặc biệt của yeah, anh đúng không? Không đặc biệt nhưng mà lắm. Em thấy ở trong này lần đầu tiên trong tủ lạnh của em có hàu, anh thích ăn hàu, em tặng anh dĩa hàu. Anh không thích ăn hàu, xin lỗi, những cái món nào mà sống là không dám ăn rồi. Ủa anh ơi, nếu mà em làm chín anh có ăn được không? Làm chín anh nghĩ chắc nếm được chút chút thôi chứ không dám ăn rồi bởi vì anh đã nghe cái mùi đó anh sợ. Anh bị dị ứng với nó hả? Thứ nhất anh bị dị ứng và thứ hai nó tanh tanh. À rồi. Yeah. Rồi nhớ nha, anh Quách Tuấn Du không thích ăn hàu. Ở đây có sữa chua. Trời ơi, em đưa mấy món này hả? Món chữa bệnh gọi là đường ruột. Bắt buộc phải có trong nhà những cái món có. Này hết em rồi. Em nghĩ là ai cũng có, nghệ sĩ ai cũng có. Anh cũng có ăn tỏi nữa. Vậy hả? À, anh thích ăn tỏi, được rồi.